Vâng, Đá Phong Thủy NJ xin kính chào quý vị, các anh chị, cô chú ha. Thì video này thì em đang làm cô tắm ha quý vị ha. Không phải là nhặt thóc hay là nhặt gạo gì cả. Nhặt những cái viên đá sapphire mà em cảm thấy độ trong của nó tinh khiết và độ lành sạch tốt ha quý vị ha. Để chúng ta sẽ cho ra những cái sản phẩm thật là tuyệt vời từ cái dòng đá quý này ha. Và với cái dòng đá này nó là sapphire nhưng mà không phải của Phan Thiết hay là Lục Yên Bái hay là Buôn Hồ ha quý vị ha. Nó là của một cái nó là dòng đá sapphire của một cái quốc gia nước bạn, nước láng giềng của chúng ta. Và với cái lô này thì các bạn có thể thấy là các anh chị có thể thấy là chất đá khá là sáng ha quý vị ha. Và như những cái video trước em chia sẻ về đá xử lý và đá thiên nhiên thì trong môi trường thiên nhiên thì cái dòng đá sapphire, một cái dòng đá quý vốn có này, nó khó có những cái phẩm chất mà gọi là sáng và trong như thế này ha quý vị ha. Rất là ít luôn. Và ở cái video trước mà em chia sẻ về cách xử lý là đốt nhiệt cho viên đá nó trở nên trong hơn và đưa nó về trạng thái như lúc chưa xử lý ha quý vị ha. Quý vị có thể xem và tham khảo. Thì đây là những cái viên đá sapphire thiên nhiên và được chắt lọc chọn lựa qua 4 năm trời ha quý vị ha. Những cái viên đẹp là đều hả đưa qua một bên, những viên đẹp đưa qua một bên, to có, nhỏ có, mớp có, méo có, dài có, ngắn có, tròn có. Thì với những cái viên này chúng ta sẽ ra được những cái sản phẩm đá sapphire dắt xoàn cực kỳ tuyệt vời luôn ha. Còn sản phẩm ra như thế nào thì mời quý vị cùng em xem sau ha. Vì cái lô này đang được cho mài, còn cái lô mà chúng ta vừa thấy là Emerald ha, tức là ngọc lục bảo ha, cái lô đó thì nát rồi. Rồi thì mời quý vị xem qua những cái sản phẩm vàng của chúng ta ngày hôm nay nhé. Kênh Đá Phong Thủy LNG xin chào quý vị nhé. Thì quý vị cảm thấy kênh thú vị và nhiều hữu ích thì vui lòng đăng ký kênh và hướng dẫn như sau nhé. Chúng ta vào YouTube và gõ Đá Phong Thủy LNG, sau đó chúng ta đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nhận những cái video chia sẻ về kiến thức về đá và phong thủy quý vị nhé. Vâng, và đây là một chiếc nhẫn vàng trắng 14K ha quý vị ha. Còn đá trên chiếc nhẫn là một viên tô 3. Mà ở video trước em đã dùng búa để mà thử cái độ cứng của dòng đá tô 3 này cùng với dòng đá sapphire ha quý vị ha. Và ở cái video trước thì dùng búa bữa vào thì chỉ có lũng búa, chứ đá của chúng ta, những viên đá thiên nhiên, hoàn toàn là cứng rắn và bền chắc thôi quý vị ha. Bởi vì nó là đá thiên nhiên, độ liên kết của nó khá là cao. Và cũng như là chiết xuất và khúc xạ cũng khá là tốt, độ giòn thì không cao như là hàng xử lý thôi quý vị ha. Còn đây là một chiếc nhẫn bạc 925 và đá chủ là sapphire chuẩn Phan Thiết, màu xanh dầu gió nha quý vị nha. Tuy rằng là cái màu đá, chất đá nó khá là tối nhưng mà bởi vì đá của chúng ta hoàn toàn là thiên nhiên 100%. Và bao giám định bất kỳ trung tâm nào luôn nha quý vị nhé. Và kế đến là chúng ta có một cái mẫu nhẫn như là được khá là nhiều người ưa chuộng ha. Ở cái video trước thì cái mẫu nhẫn này được hai bạn muốn làm với thành phẩm là với sản phẩm là đá sapphire màu xanh hero và màu xanh lá. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta như ở đầu video chúng ta đang cho mài ha quý vị ha. Còn đây là một mặt Chúa Giêsu bằng đá sapphire và hoàn toàn là tự nhiên và thiên nhiên ha quý vị ha. Tuy rằng mặt chúa nhỏ nhưng chi tiết rất là sắc nét. Rồi thì mời quý vị cùng em xem qua những cái video của các sản phẩm của chúng ta nhé. Vâng, Đá Phong Thủy LNG xin chào quý vị ha. Xin chào các anh chị cô chú ạ. Thì ở cái video này thì chúng ta lên 4 cái sản phẩm ha quý vị ha. Thì thường thì những cái sản phẩm LNG lên là do quý khách lựa chọn ha. Nó thành ra những cái mẫu sản phẩm này ít khi nào lặp lại, trừ khi chúng ta xem và chúng ta thích cái mẫu đó. Đặc biệt là như ví dụ như là cái mẫu này đi ạ. Thì cái mẫu này thì tính tới bây giờ thì nó đã lên video được 4-5 lần rồi ha quý vị ha. Bởi vì nhiều vị khách ưng cái mẫu này, thậm chí là chốt một mẫu khác rồi nhưng mà cuối cùng xem lại video thì lại đổi ý chuyển qua chọn mẫu này ha. Và rồi thì như quý vị đã thấy đầu video thì cái quá trình để có một cái món trang sức hoàn hảo thì cần phải có sự tỉ mỉ, rồi cần phải có cái sự sàng lọc về chất lượng từ đá cũng như là cái thẩm mỹ từ trang sức thôi quý vị ha. Và đây là những cái viên đá thô
Sapphire Buôn Hồ quý vị ha. Và nói đến Sapphire thì nó là một dòng đá quý, và hẳn là những các bạn mà xem trên này thì có những anh chị em kinh doanh thì thừa biết là cái hàng Sapphire này đụng tới đá thô của nó thì lúc nào cũng là trên chục dưới 100 ha quý vị ha, trên chục triệu dưới cả trăm triệu, thậm chí là hơn cả trăm triệu cho những cái lô Sapphire như thế. Và thôi, và rồi thì tại sao em đưa cái lô này lên thì em đang cho mài một cái lô Sapphire như thế này vào sai ha quý vị ha. Đang cho mài một lô Sapphire như thế này dắt xoàng vào sai để cho các anh chị em như vừa rồi có hai bạn thích cái mẫu này. Thích cái mẫu bạc 925 này ha, và muốn là lên cái mẫu này với những cái viên Sapphire mà dát xoàng màu xanh lá, và một bạn là muốn lên Sapphire mà dát xoàng màu xanh dương ha, với cái mẫu nhẫn này và với form hộp như thế này ha, 4 ly ha quý vị ha, 4 ly 4 ly 3 gì đấy. Thì em đang cho mài cái lô như thế này và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cho quý vị ha. Và quý vị ơi, khi chúng ta theo dõi kênh Đá Phong Thủy LNG, ngoài những cái sản phẩm mới ra để cho chúng ta có thể tham khảo và trải nghiệm về chất lượng sản phẩm bên LNG, còn ra những cái lô đá được sàng lọc về chất rồi mài ra thành phẩm để cho chúng ta có thể lựa chọn những cái viên thật là đẹp trong một cái lô hàng vừa mài ra, để chúng ta có những cái món trang sức với những cái viên đá đặc biệt thú vị và đẳng cấp thôi quý vị ha. Thường thì mỗi một lô hàng chắc chắn là ít nhiều nó cũng sẽ có những cái viên gọi là tinh túy thôi quý vị ha. Và điều đặc biệt hơn hết là bên LNG sàng lọc rất là kỹ nên thành ra là cái hàng mà tuyệt vời thì nó rất là nhiều. Rồi quay về với vấn đề chính thì đây là một cái mẫu nhẫn 92 bạc bằng bạc 925 thôi quý vị ha. Thì vừa rồi thì cái mẫu này đã lên rồi ha quý vị ha. Mẫu này đã lên rồi và được rất là nhiều bạn ưa chuộng và inbox cho LNG liền. Thì bây giờ em làm theo cái mẫu này cho một vị khách cũ luôn ha, vị mà đã đặt cái mẫu này ha. Còn hai vị khách mới thì chúng ta chưa có Sapphire mài ra ha. Để em cho mài ra rồi chúng ta sẽ tính nói chuyện với nhau sau. Thì chiếc nhẫn vừa rồi chúng ta đã thấy là một chiếc nhẫn bạc 925 xi vàng trắng ha quý vị ha. Và đây cũng là một chiếc nhẫn bạc 925 luôn, nhưng mà chiếc này thì thú vị hơn bởi chỗ là chiếc này chúng ta lên đá Sapphire ha quý vị ha. Một viên đá Sapphire phan thiết màu xanh ha quý vị ha, xanh dầu gió thì khá là đẹp, nhưng mà quý vị có thể thấy là ánh sáng nó đang nằm bên này ha, đang nằm lọt không nè, nên thành ra chúng ta không thấy được lửa đâu. Đó, một chiếc nhẫn khá là hoàn hảo luôn quý vị ạ. Độ bóng, độ sáng, độ mịn đồ rất là đẹp ha. Vì do thời lượng của video không cho phép nên thành ra là không có dài, nên thành ra là mỗi lần dài là chiếc xuất lâu lắm, nên thành ra là em chỉ có thể làm thoáng và lướt qua ha quý vị ha. Rồi xong một mẫu, chúng ta qua tới vàng ha quý vị ha. Hai cái mẫu sản phẩm vừa rồi là bạc 925, rồi thì bây giờ là tới cái mẫu tượng Chúa Giêsu lên vàng trắng 14k đây. Thì nói về cái tượng này thì như quý vị thấy ha, đây là chúng ta đang phóng to đây. Còn trở về cái quá trình nho nhỏ thì đây mà một cái mặt chúa rất là nhỏ bé luôn, quý vị có thể thấy là chỉ bằng lỗng tai của em thôi ha. Nhưng mà quý vị có thể thấy là tuy nhỏ nhưng mà chi tiết về râu rồi về cái nét mặt của chúa rồi này nọ thì rất là có hồn ha. Bên LNG được cái là tượng tạc thì có một số tượng rất là có hồn, bởi vì thường thì tạc chúa ít nơi nào tạc đẹp, bởi vì đại đa số thì nghệ nhân đều bên đạo Phật ha, ít nghệ nhân bên đạo chúa lắm, nên thành ra khi tạc người ta sẽ không thể nào thả hồn vào cái tượng được. Thì đây là một cái tượng chúa cực kỳ có hồn luôn, cực kỳ đẹp luôn. Em dám khẳng định với quý vị là chúng ta xem ở cái video này, chúng ta sẽ có một cái sự so sánh và nhận xét riêng ha về tượng chúa bằng đá quý Sapphire như thế này, và về chất lượng và kiểu như là sản phẩm bên LNG so với những nơi khác ha. Mặt chúa cực kỳ có hồn luôn quý vị ạ. Dù ở góc nhìn nào thôi quý vị ha. Đó, dù ở bất cứ góc nhìn nào thì mặt chúa vẫn rất là có hồn. Thì mặt chúa này giờ chỉ còn có một cái thôi. Hồi đợt là em chỉ ra đúng 4 cái và đã bán 3 cái, bây giờ chỉ còn đúng một cái.
Thì cái này là bạc chính ha, lộn xin lỗi, cái này là vàng, vàng trắng quý vị ạ. Đây, mặt chúa này là vàng trắng, thì quý vị có thể kiểm tra về cái độ bóng ha. Phóng to đi, đó, phóng to là cho quý vị kiểm tra được cái độ bóng, cái độ mướt đồ. Đó, từ khoen cho đến viền cạnh đồ ha, bóng loáng sạch đẹp. Đó, mặt trước mặt sau như nhau, chứ không phải mặt trước đẹp mặt sau thấy gớm thôi quý vị ha. Đó, không phải là mặt trước đẹp mà mặt sau thấy gớm, tất cả đều như nhau cả, một cái món trang sức hoàn hảo luôn về độ bóng rồi các kiểu. Kế đến là chúng ta có gì đây ạ? Một chiếc nhẫn, thì nhẫn này là nhẫn đính hôn thôi quý vị ha. Nhẫn này là của vị khách mà vừa rồi đã đặt một bộ trang sức đá thạch anh tím ở cái video trước, thì nay chị đặt thêm cái nhẫn đính hôn làm gấp rút trong vòng 5 ngày ha quý vị ha. Và LNG đã hỗ trợ bằng cách bật đèn xanh để cho kịp ngày để mà làm. Thì như quý vị thấy thì chiếc nhẫn của chúng ta khá là tuyệt vời ha, về độ bóng rồi những cái đường cong và những cái chi tiết, ví dụ như viên đá tắm này đi. Đó, viên đá tắm này thì nó ở dạng là 2 ly, thì tức là cái chấu sẽ rất là nhỏ quý vị ạ. À, cái chấu cực kỳ nhỏ luôn nhưng mà viên đá khá là đẹp ha quý vị ha. Đấy, chúng ta chiêm ngưỡng về chi tiết ha, đó, độ cong, độ óng ánh, độ mướt, độ bóng, nói chung là một món trang sức hoàn hảo. Một món trang sức hoàn hảo là từ đá thiên nhiên cho đến hạ bạc bóng mướt mịn, ấy lộn xin lỗi, vàng bóng mướt mịn không quý vị ha, chấu rồi này nọ nè, đó cân xứng ha, khá là đẹp. Vâng, và đây là giấy đo tuổi vàng của cái mặt dây chuyền và chiếc nhẫn thôi quý vị ha. Này của mặt dây nè. Đây, mặt dây là vàng trắng 14K ha quý vị ha. Thành phần vàng là 58% nè, 58,75% nè. Đó, đây là giấy phủ quang của cái mặt dây chuyền bọc Chúa Giêsu ha, bọc tượng Sapphire Chúa Giêsu. Và hiển nhiên là tất cả cái dòng đá ở đây đều là thiên nhiên ha quý vị ha. Nếu mà không đúng thiên nhiên em đền cho 1 tỷ nè. Còn cái mặt chúa nó lộn xin lỗi, cái nhẫn vàng trắng của chúng ta là 14,15K ha quý vị ha. Thành phần vàng là 58,95% nè. Đó. Rồi, thì vâng, thì video tới đây xin kết thúc ha quý vị ha. Quý vị nào cảm thấy kênh thú vị và hữu ích thì vui lòng đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nhận những cái video chia sẻ về những cái sản phẩm bằng vàng, bằng trang sức và những cái kỹ thuật về lựa chọn và mài tạc đá, chế tác đá để cho ra những cái viên đá trang sức thiên nhiên hoàn hảo hữu quý vị ha. Và em không biết là em quay như thế nào nhưng mà riêng về cái chiếc nhẫn này á, chị em nào mà các bạn xem đang xem đây, tới nếu mà xem mà thấy mà nó xấu ha, nó xấu hoặc là nó bằng với trong hình á, thì em sẵn sàng tặng luôn chiếc nhẫn này. Bên ngoài nhìn nó đẹp hơn nhiều quý vị ạ. À, bên ngoài nhìn nó đẹp hơn trong video nhiều, nhất là về viên đá ngoài nhìn là trong khe luôn, đẹp nhức nách, không hiểu sao vô đây cái nó sao sao á. Rồi thì em xin chào quý vị nhé, hẹn gặp lại quý vị ở video sau nhé.